một cái siêu phẩm biệt thự 2 tầng mái Nhật của năm 2022, mẫu thiết kế mới nhất của năm này nhé, để các bác cùng tham khảo. Các bác nào dự định xây nhà thì tham khảo mẫu này đấy, thì mọi người nhìn thấy đèn mà các bác lắp được xung quanh như này, ban đêm bật lên sáng rất là đẹp luôn đấy. Trời mưa đấy, phối cảnh trời mưa nhá. Ngôi nhà này thì được xây dựng với cái diện tích chiều rộng mặt tiền là 8m và du di một tí mình thành 9m cũng được, còn chiều sâu ngôi nhà là mình có thể làm từ 10 tới 12 hay là 14 15 đều được đấy. Thì tùy vào cái công năng sử dụng và nhu cầu sử dụng của mỗi nhà mà mình sẽ thay đổi làm sao cho nó phù hợp. Công năng của ngôi nhà này dưới tầng 1 thì làm sao mà mình bố trí được một phòng ngủ, hoặc là mình bố trí hai phòng cũng được, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng thờ. Còn trên tầng 3, trên tầng 2 thì nó sẽ gồm có phòng hai phòng ngủ, ba phòng ngủ và một phòng thờ.